sau anh Nhật xin chào các bác nhá. Em lên sóng phục vụ các bác một cái con Ironbot Roomba 760 này. Một cái con màu trắng cực đẹp luôn, kết hợp với màu nhũ trông rất là sang trọng. Đấy, còn tình trạng còn rất là mới các bác nhá. Cái chiếc này thì nó sử dụng cho thị trường Nhật Bản. Đấy, ở thị trường Nhật Bản thì các bác sẽ nhìn thấy ở đây có một cái cổng. Các cái đời đầu 7 đổ xuống sẽ có một cái cổng sạc phụ đây. Thì các bác có thể rút cổng sang này mình cắm vào đây luôn nhé. Đấy. Cái adapter này của Nhật thì họ ghi là 100V này. Đấy, nhưng mà các bác hoàn toàn có thể cắm được điện lưới 220V của mình nhé. Đây, thoải mái luôn. Đây, em đang cắm 220 nhé. Đây. Chiếc này em bán là 3,1 triệu, đi kèm một máy, một đế sạc như này. Hết pin để tự về sạc. Một cục tường ảo. Ảo nhé. Tặng một chổi. Đây. Test thử các bác luôn nhé. À đây. Máy móc lật để xem tình trạng 760 các bạn còn rất là đẹp nhé. Thay pin mới rồi, chổi thay mới và lô zin. Màu trắng sứ các bạn, cực đẹp luôn. Sứ rất mới nhé. Sang. Nhìn màu đen mãi quen mắt, giờ nhìn sang màu trắng này thấy nó rất là đẹp. Hút cực khỏe các bạn ạ, hút cực khỏe nhé. Hút toàn bộ bụi mịn của sàn nhà, đặc biệt là các bác hút dưới gầm giường, gầm tủ, gầm ghế. Sạch bóng luôn, sạch như lau. Em cam kết là như vậy. Cái hãng iRobot này là cái hãng mà... Hãng này là hãng nổi tiếng nhất thế giới các bạn nhé, và xịn nhất thế giới. Hiện tại nếu mà nói về iRobot thì không có hãng nào mà bằng cái hãng này được. Và hãng này các bác mua đồ rất là thông dụng. Mua những cái chổi này các bác nhé, mua những cái chổi này, mua những cái Zulo này, mua những quả pin này, mua những cái bánh xe hay các thứ này, tất cả linh kiện đều có hết, rất là dễ bán sẵn thị trường rất là nhiều. Đấy. Trên là mua robot là các bác dùng, các bác phải lựa là cái hãng nào để khi mình sau này mình cần đồ mình còn mua được. Trước này thì em bán là 3,1 triệu, bảo hành 3 tháng, chưa phí vận chuyển các bác nhé. Chào các bác.